Kính thưa quý khán thính giả của đài truyền hình VBS Canada, thưa quý vị, hiện nay Phương Linh đang có mặt tại giáo xứ Đức Mẹ Ban Ân Lành, tọa lạc tại thành phố Warren thuộc tiểu bang Michigan. Đây là một giáo xứ Việt Nam duy nhất tại tổng giáo phận Detroit, nhân ngày lễ Phục Sinh. Thưa quý vị, hôm nay cũng là ngày rước lễ lần đầu của rất nhiều em thiếu nhi tại đây, với sự hiện diện của Đức Cha Michael và đồng tế với nhiều linh mục khác. Sau đây kính mời quý vị theo dõi buổi lễ long trọng này. Khi ca đoàn Hương Kinh bắt đầu cất cao tiếng hát, cùng một lúc là các em thiếu nhi trong ngày rước lễ lần đầu. Các em gái với những đôi giày trắng và áo đầm trắng, trông thật đơn sơ và dễ thương, làm tôi liên tưởng đến hình ảnh của các thiên thần trong ký ức. Em trai đồ vét đen, áo sơ mi, trông thật trang nghiêm đã bước vào địa điểm của mình. Tiếp theo sau là ban nghi lễ cũng tiến bước vào vị trí đã dành riêng cho họ. Quả thật, có lẽ vì đạo Thiên Chúa Giáo đã có tại Việt Nam hơn mấy trăm năm qua và đã có rất nhiều thế kỷ trôi qua tại nhiều nơi khác như Tây Phương chẳng hạn. Có lẽ vì thế mà nghi thức tại đây rất là trang nghiêm với nhiều bông hoa, tượng màu, đèn nến, khói hương, vân vân. Buổi lễ đồng tế đã được diễn ra với sự chủ tế của Đức Giám mục Michael Byrnes và cha chánh xứ Vĩnh Sang Nguyễn An Ninh, cùng đồng tế với cha Giuse Vũ Đảo và Giuse Phạm Đức Hậu. Đức Giám mục Michael Byrnes giảng rất là hay và đầy ý nghĩa. Do đó, các em thiếu nhi đã lắng nghe một cách thật là say sưa. Sau đó, Linh mục Vĩnh Sang Nguyễn An Ninh đã dịch lại nguyên bản bằng tiếng Việt cho các bô lão. Nói chung, buổi lễ vô cùng long trọng và trang nghiêm với đầy đủ chi tiết và nghi lễ. Mặc dù đã bước vào mùa xuân, nhưng tại Michigan vẫn còn lạnh và ngoài trời khá ảm đạm. Tuy là vậy, nhưng những người giáo hữu và gia đình đã đến rất sớm và ngồi chật ních cả ngôi thánh đường. Những người đến sau khó khăn lắm mới tìm được chỗ ngồi cho họ. Chính chúng tôi đã ăn uống với người sau khi người từ cõi chết sống lại, và người đã truyền cho chúng tôi rao giảng. Có những người đang chết dần mòn vì không đủ cơm ăn, áo mặc. Có những cuộc đời tàn lụi vì bệnh hoạn tật nguyền. Có những tấm thân gầy mòn vì lao lực vất vả. Có những cuộc đời trẻ thơ bị giam kín trong tăm tối thất học nghèo nàn. Tất cả đang đợi chờ phục sinh. Có những tâm hồn đang ủ rũ vì buồn phiền. Có những mạch máu như ngừng chảy vì đau khổ. Có những trái tim đang tan nát vì bị phản bội. Có những cuộc đời cay đắng vì thất bại. Có những tương lai bị chôn kín trong những nấm mồ đen tối, không lối thoát. Tất cả đang chờ ơn phục sinh. Nhất là những tâm hồn đang lún sâu trong vũng lầy tội lỗi. Có những linh hồn đang tự hủy hoại trong đam mê tiền bạc, quyền lợi, danh vọng. Có những niềm tin héo úa vì lạc hướng. Có những đời sống đang rỉ máu, chia rẽ và bất hòa. Có những cuộc đời đang chao đảo vì gặp khó khăn, thử thách. Tất cả đang chờ đợi, chờ ơn phục sinh. Kính thưa quý vị, đây, phục sinh từ những cái chết, đó là ý nghĩa của lễ phục sinh. Let us give thanks to the Lord our God. It is truly right and just, our duty and our salvation, at all times to acclaim you, O Lord, but on this day above all to laud you yet more gloriously, when Christ our Passover has been sacrificed. For he is the true Lamb who has taken away the sin. Là nghi thức rước mình Thánh Chúa. 16 em thiếu nhi lần đầu rước mình Thánh Chúa đã nghiêm trang trên khuôn mặt rạng rỡ và có vẻ hơi lo lắng. Chà, các em còn uống cả rượu lễ nữa. Không biết là có em nào say hay không vậy? Thưa quý vị, đây là tập tục của người Thiên Chúa giáo đã có nhiều năm qua. Thưa tất cả quý vị khán thính giả của đài truyền hình VBS, hôm nay chúng tôi ở đây, giáo xứ Đức Mẹ Ban Ân Lành thuộc Tổng giáo phận Detroit thuộc bang Michigan. Hôm nay là ngày lễ trọng nhất, là lễ Phục sinh, là lễ mừng kỷ niệm Chúa Giêsu cứu thế sống lại. Và trong ngày hôm nay có đặc biệt là chúng tôi cứ hàng năm vào cái dịp lễ này thì chúng tôi có các em được xưng tội, và hôm nay được rước lễ lần đầu tiên trong cuộc đời của các em. Chúng tôi có 16 em thuộc 16 gia đình. Các gia đình rất là happy và rất là hạnh phúc thấy con em của mình được giáo dục trong đức tin và có lòng đạo và được như thế này. Và tất cả mọi người đều mừng chung ngày lễ Chúa sống lại và ngày của các em được rước lễ lần đầu, với đặc biệt sự hiện diện và cử hành thánh lễ của Đức Giám mục Michael Byrnes, là vị phụ tá trong Tổng giáo phận này, làm đặc trách phụ trách cái vùng này mà giáo xứ Việt Nam thuộc quyền của ngài. Thưa cha, ngoài Đức Giám mục cha Vĩnh Sang Nguyễn An Ninh, còn con thấy còn mấy ông cha khác nữa mà con chưa từng thấy mặt, thưa đó là những cha nào vậy thưa cha? Một cha ít tóc hơn, sáng sủa hơn thì đó là cha Giuse Vũ Đảo thuộc dòng Ngôi Lời. Ngài đến đây để giúp trong tuần thánh cũng như giúp tĩnh tâm cho giáo xứ, và đồng thời nữa thì ngài cũng đến để cho quen giáo xứ, và ngài sẽ đến đây thay thế tôi trong 3 tháng tôi đi sabbatical. Còn một người cha khác, thấy cái da nó hơi đen đen hơn đó cha. Cha kia là cha Phạm Đức Hậu, là cha thuộc về ở miền Bắc Việt Nam, ở Bắc Ninh, hiện sang đây để đi du học và ngài đang học trường thần học ở Chicago. Con cảm ơn cha. Cha có cái ý nghĩa gì về cái ngày lễ phục sinh này hôm nay nữa thưa cha? Cái ngày lễ Phục Sinh là một cái niềm vui cho mọi người Công giáo cũng như là thân hữu không Công giáo, vì khi mà nghĩ tới việc Chúa Giêsu sống lại thì như cái bài giảng của Đức Giám mục đó là mọi người chúng ta cũng sống lại, mà sống lại là sống lại trong các cái mối liên hệ của mình với Chúa để nó tươi mát hơn, sống lại cái mối liên hệ của mình với mọi người xung quanh, từ vợ chồng, cha mẹ, ông bà, con cái, anh em chị em cho tới người trong cộng đồng, trong giáo xứ và trong cả cái cộng đồng đồng hương của mình, sống lại những cái mối liên hệ đó với nhau cho tươi hơn, mát hơn, thân thiện hơn, thân ái hơn. Dạ, con cảm ơn cha. Nhân dịp đây con cũng chúc cha một mùa Phục Sinh thật là vui vẻ và khỏe mạnh. Cảm ơn chị Phương Linh và cảm ơn tất cả các quý vị khán thính giả của đài VBS. Cầu chúc quý vị một cái mùa xuân đang tới rất là tươi mát và trổ bông như là những bông hoa và lá cây xanh tươi của chúng ta sắp trở trong những ngày sắp tới. Kính thưa quý khán thính giả của đài truyền hình VBS Canada, người đến bên cạnh Phương Linh đó là Linh Mục Phạm Đức Hậu. Hiện nay cha đang du học tại Chicago và ngày hôm nay cha cũng có mặt tại giáo xứ Đức Mẹ Ban Ân Lành. Con chào cha. Xin chào quý thính giả của đài truyền hình VBS. Xin gửi lời chào lễ Phục Sinh tới tất cả quý vị và gia đình. Dạ thưa cha, cha có cảm tình gì hay là cha có cái cảm tình gì đặc biệt đối với giáo xứ Đức Mẹ Ban Ân Lành cũng như Linh Mục Vĩnh Sang Nguyễn An Ninh tại đây? Về giáo xứ Đức Mẹ Ban Ân Lành và cha Vincent V. An Ninh thì cha Vincent là đồng hương với tôi, ngài cùng gốc địa phận Bắc Ninh và tôi đang du học tại Chicago, cho nên vào các dịp lễ thì thường ngài có mời tôi về để tham dự thánh lễ và chia vui với cộng đoàn giáo xứ. Cho nên hôm nay là lễ Phục Sinh tôi cũng về đây để tham dự thánh lễ và trong những ngày tuần thánh vừa qua và lễ Phục Sinh ngày hôm nay, nên là cái bầu không khí gia đình rất là vui trong ngày lễ Phục Sinh. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả và xin chúc quý vị và gia đình một mùa Phục Sinh tràn đầy ơn lành của Chúa. Thưa cha, cha có cảm tình đặc biệt gì với người giáo dân tại giáo xứ Đức Mẹ Ban Ân Lành và lại một giáo xứ ở tận Hoa Kỳ, cha có cảm tưởng gì thưa cha? Về phía người giáo dân ở tại giáo xứ Đức Mẹ Ban Ân Lành thì cũng như đồng bào những người Việt Nam sinh sống tại Hoa Kỳ, mặc dù họ bận rộn rất là nhiều công việc về làm ăn, nhưng mà họ đã sắp xếp thời gian để đi tham dự các nghi thức trong tuần thánh rất là sốt sáng và nhiều người tham dự cả tuần tĩnh tâm từ tuần trước nữa. Cho nên cái tinh thần sống đạo của giáo dân giáo xứ Đức Mẹ Ban Ân Lành rất là sống động và có thể cũng như là một cái gương sáng cho những người Công giáo bản địa ở Hoa Kỳ tại nơi đây. Dạ, con rất là cảm ơn cha. Con xin chúc cha mọi điều luôn may mắn và thánh thiện. Thưa cha, một lần nữa con xin cảm ơn. Và cha có dự định ở lại giáo xứ này trong thời gian gần đây không thưa cha? Vì công việc phải học cho nên là sau thánh lễ và chia vui với cộng đoàn thì buổi chiều nay chúng tôi sẽ lại trở về Chicago để ngày mai tiếp tục bắt đầu tuần học mới. Con cảm ơn cha. Kính thưa quý khán thính giả của đài truyền hình VBS Canada, những giây phút vừa qua, quý vị vừa theo dõi phóng sự đặc biệt do Phương Linh tường trình từ giáo xứ Đức Mẹ Ban Ân Lành thuộc tiểu bang Michigan. Phương Linh thân ái kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ